tín hiệu bắt đầu trận đấu từ trọng tài. Đó là pha cản phá rất xuất sắc. Cơ hội là đây. Gianluca Zambrotta. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Tati. Alexander Zinchenko chuyền bóng lại. Edin Dzeko. Rất tốt. Và đây là cú sút. Để làm được pha bóng này phải có kỹ thuật cực kỳ cao và anh ta gần như đã có bàn thắng nhưng thiếu may mắn quá. Vâng, tôi nghĩ rằng rất nhiều người chơi sẽ từ bỏ nó nhưng anh ta rất xứng đáng khi cố gắng thực hiện nó. De Bruyne. Frank Lampard. Anh ấy đã cướp đầu bóng. Gianluca Zambrotta. Edin Dzeko. Frank Lampard. Chào Cancelo. Rodrigo Hernandez Cascante. Liệu sẽ hoàn thắng không? Đó là một giải pháp để ngăn cản đợt tấn công. Họ nên thử đưa bóng ra cánh nhiều hơn. Họ đã chơi tuyệt vời, đường truyền rất tốt để vượt qua. Có thể có bàn thắng. Một pha đường bóng rất kỹ thuật của thủ môn. Wow! Thủ môn đang than phiền với các hậu vệ. Anh ta nghĩ các hậu vệ nên áp sát nhanh hơn trong tình huống đó. Đó là bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Tỷ số hiện tại đang là 1-0. Rodrigo Hernandez Cascante. Bremer. Sút. Ba trận bóng kịp thời trước khi nó trở thành bàn thắng. Một quả ném biên. Tạt bóng đi. Ồ, họ đã mất quyền kiểm soát một lần nữa. Phòng ngự rất tốt. Đường chuyền xuất sắc. Quá đáng tiếc cho chúng tôi rồi. Chính xác là như vậy. Đó gần như là cơ hội tốt nhất từ đầu trận đến giờ để cân bằng tỷ số. Tạt đi. Pha xỏ bóng ra ngoài và mang lại quả phạt góc. Và đó sẽ là một cú đá phạt. Fabregas. Gianluca Zambrotta. Fabregas. Bóng như đang khiêu vũ giữa những đôi chân vậy. Erling. Và đó sẽ là cơ hội nếu họ chạm được vào bóng. Đây rồi. Pha bóng tốt. Một pha đưa bóng từ thủ môn.
và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Cô bóng vào. Frank Lampard. Bóng đi trên cột dọc. Chỉ có một bàn được ghi thôi. Hiệp 2 của trận đấu ở Anfield xin được bắt đầu. Đó là một pha biểu diễn đường truyền đó thật tuyệt vời. Phòng ngự chuẩn xác giúp đội nhà tránh được pha tấn công nguy hiểm. Thủ môn đã bắt được bóng. Thật nguy hiểm, anh ấy đã để mất bóng. De Bruyne. Cú xoa bóng tốt nhưng bóng lại đi hết đường biên dọc. Đó là một pha ném biên. Gianluca Zambrotta. De Bruyne. Không ai ngăn cản. Một cú sút chéo góc và đó không phải là một thách thức lớn cho thủ môn. Chào Cancelo. Người đang giữ bóng là Fabregas. Gianluca Zambrotta. Tati. Bóng tập cột dọc. Rodrigo Hernandez Cascante. Erling. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. De Bruyne. Rodrigo Hernandez Cascante. Erling. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Pha bóng đi hết đường biên ngang. Có thể phạt bóng ngay bây giờ. Nguy hiểm. Phá bóng đi. Neymar. Rodrigo Hernandez Cascante. Edin Dzeko. Anh ấy đã xuất hiện và làm chệch hướng bóng. Gianluca Zambrotta. Căng bóng vào đi. Mất bóng. Sút. Một tình huống quả phá xuất sắc của Ederson. Tạt bóng đi. Edin Dzeko. Thủ môn có thể đi tới và bắt bóng. Neymar. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Có cơ hội ngay bây giờ. Tuyệt vời. Bàn thắng vô cùng đẹp mắt của Douglas Costa. Ngay lúc này họ đã có bàn thắng và họ đang làm chủ trận đấu này. Tốt lắm. Tôi không chắc là anh ta có chủ ý đó, nhưng bóng vẫn len vào qua tất cả. Không ai có thể chặn được cú sút đó. Rodrigo Hernandez Cascante. De Bruyne. Đó là pha cản bóng thân sâu. Anh ta đã dướn người hết sức có thể. Hãy nhìn đồng hồ, chỉ còn 3 phút thi đấu. Một pha ném biên rất nhanh. Edin Dzeko. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Trọng tài báo hiệu chỉ còn 2 phút bù giờ. Tati. Và cuối cùng trận đấu đã kết thúc với